Vì vậy, cho dù bạn hái một trái cây hay một loại rau hay giết mổ một con vật và ăn, mọi thứ đều là tàn nhẫn. Chỉ là chúng ta phải làm điều đó với sự tinh tế chỉ ở mức cần thiết. Khi trở thành một danh tính với đồ ăn thì không hay, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ham mê, chứ chúng ta sẽ không chỉ nuôi dưỡng bản thân. Chúng ta có quyền nuôi dưỡng bản thân này. Là một sự sống, chúng ta có quyền nuôi dưỡng bản thân, bởi vì đây là cách chuỗi thức ăn hoạt động trên thế giới này. Nhưng chúng ta không có quyền tùy tiện lấy đi một sự sống khác chỉ để cho vui. Satru, khi nói về thức ăn, tôi là một tín đồ ăn uống. Tín đồ ăn uống ư? Vâng, tín đồ ăn uống, tôi rất thích ăn thưa thầy. Nên trong những lúc quay phim thì tôi hạn chế ăn, còn khi nghỉ giải lao thì tôi ăn lấy ăn để. Nhưng tôi cũng là người yêu động vật thưa thầy. Ồ, vậy là lý do tại sao bạn lại ăn chúng? Không, không phải vậy. Khi tôi thấy một số sự việc, khi ai đó, người ta hay nói tôi yêu thức ăn của tôi. Vậy bạn yêu động vật cho nên bạn cho chúng vào trong đồ ăn? Không, không, Satru, tôi đã thử nhiều lần như được rồi, tôi phải từ bỏ việc ăn mặn. Tôi cũng đã thử điều đó và tôi đã tránh xa đồ ăn mặn được 1 tuần hoặc 10 ngày. Nhưng giây phút tôi thấy ai đó ăn đồ ăn mặn, tôi nghĩ được rồi, kể từ tháng sau. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi điều này. Giống như, tất nhiên như ngay cả khi tôi có 2 thú cưng ở nhà và tôi không biết ông sẽ nói gì, Satru, về toàn bộ điều này. Về việc ăn mặn và không ăn mặn này, Satru trả lời. Bao giờ thì bạn định ăn mấy con thú cưng đó? Ồ không không, Satru. Không, chúng như là những đứa con của tôi mà. À, đó là những gì họ nói. Tôi thậm chí đã thấy người ta trò chuyện với mấy con gà vô cùng trìu mến. Và tuần sau đó họ sẽ ăn chúng. Ông theo chủ nghĩa ăn chay hay ăn mặn thưa Satru? Tôi theo chủ nghĩa nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo ư? Hãy xem. Ngày nay có một lượng tài liệu đáng kể cho ta thấy rằng cây cối cũng nhạy cảm như bất kỳ sinh vật nào khác. Nên cho dù bạn ăn thực vật hay động vật hay bất cứ thứ gì thì đó vẫn là bạo lực. Chỉ có điều là chúng không kêu thét, chúng có gào lên, chỉ có điều là bạn không nghe thấy mà thôi. Có đủ bằng chứng cho thấy rằng chúng có kêu thét. Điều này đã được ghi lại như thế này, rằng giả sử một con vật đến giữa những làng cây, giả sử có 1.000 hay 10.000 cây ở đây, ví dụ có một con voi đến và bắt đầu ăn lá cây, ngay lập tức cái cây này sẽ gửi thông điệp đến tất cả giống loài của nó rằng nó đang bị ăn bởi một thứ gì đó. Tôi không biết nó có nhận ra một con voi hay không, nhưng nó đang bị ăn như thế này. Và trong vài phút, nếu con voi này đến chỗ những cây cối khác, tất cả những cái cây này đã kịp tạo ra lượng chất độc nhất định trong lá của chúng. Khi con voi cố ăn cái cây đó, nó sẽ có vị đắng và nó có độc, nên con voi đó sẽ không chạm vào. Vậy nên giữa chúng có sự nhạy cảm như vậy. Vì vậy, cho dù bạn hái một trái cây hay một loại rau hay giết mổ một con vật và ăn, mọi thứ đều là tàn nhẫn. Chỉ là chúng ta phải làm điều đó với sự tinh tế chỉ ở mức cần thiết. Bạn nên từ bỏ khái niệm là một tín đồ ăn uống này đi. Chúng ta đều ăn thức ăn, chúng ta phải ăn, nếu không nó sẽ là tàn nhẫn với bản thân này. Nhưng khi trở thành một danh tính với đồ ăn thì không hay, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ham mê, chứ chúng ta sẽ không chỉ nuôi dưỡng bản thân. Chúng ta có quyền nuôi dưỡng bản thân này. Là một sự sống, chúng ta có quyền nuôi dưỡng bản thân, bởi vì đây là cách chuỗi thức ăn hoạt động trên thế giới này. Nhưng chúng ta không có quyền tùy tiện lấy đi một sự sống khác chỉ để cho vui. Chúng ta không có nhiệm vụ làm điều đó. Tất nhiên, chúng ta có quyền nuôi dưỡng sự sống bản thân cơ thể này, nhưng chúng ta không có quyền hưởng thụ việc lấy đi một sự sống khác. Vì vậy, đừng gọi mình là một tín đồ ăn uống nhé.
Bởi vì thức ăn không bao giờ nên trở thành một danh tính. Chúng ta sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng ta có để ăn tùy vào thời điểm đó. Xin cảm ơn Satguru. Yoga là một bộ môn khoa học để hiểu được cơ chế của sự sống, một phương tiện để bạn kết nối với bản chất sâu nhất trong chính mình. Isha Yoga được thiết kế bởi Satguru đã giúp chuyển hóa hàng triệu người trên thế giới có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn. Visa, nơi lan tỏa Isha Yoga và là cầu nối đưa tri thức của Satguru đến với người Việt Nam, đồng thời cung cấp những vật phẩm được nhập trực tiếp từ trung tâm Isalai Ấn Độ. Website visa.vn, hotline 0936 234 036.